Hôm qua, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Biên Hòa do đồng chí Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy Biên Hòa làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa. Tại buổi thăm và chúc Tết, lãnh đạo thành phố đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, các y bác sĩ và nhân viên Trung tâm Y tế thành phố đã nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bí thư Thành ủy Biên Hòa mong muốn đơn vị tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, khám điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa đã trao tặng các quà Tết cho tập thể cán bộ, y bác sĩ và nhân viên của Trung tâm Y tế thành phố.